Hello, hello, xin chào cả nhà. Thì sáng nay mình tiếp tục vào bông trang cho khách. Đây là cái bông trang màu trắng. Đây là cái bông trang màu đỏ. Đây là cây bông trang màu vàng. Đây là cây màu trắng với cây màu hồng phấn mình đã để vô rồi. Ở dưới này là cây màu hồng phấn, màu trắng, màu vàng, tất cả đều là lá trung. Nó bảy mình đang để vào. Để vào thật là khéo để không thôi nó sẽ bị dập lá, dập bông. Đây là cái bông trăng màu đỏ. Màu đỏ mà nhìn nó hơi cam cam á các bạn. Rồi, mình đã vừa vào đóng thùng, hoàn thành một thùng đây. Màu đỏ này rất là tươi. Thùng hàng này đi về Quảng Nam nha các bạn. Xong, hoàn thành một thùng đó. Rất là đảm bảo an toàn khi mà mình đóng thùng như thế này. Đi xa thì phải đóng thùng như thế này nó mới chắc chắn. Kéo băng keo ngang, đỡ xuống dưới bưu điện. Bưu điện còn chết, chết in lại cái nữa. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.